miền núi chiêm toàn heo đất ấy à ấy à. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm ấy à ấy à. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn ấy à ấy à. Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cát, heo chỉ cần em đi trên tay âu ơ. Em không thèm mua kem, em không thèm mua mắm, em để dành cho heo, em lại xây heo đất 200 mỗi ngày. Nên mua chăm con heo đất, nên mua chăm con heo.
Cười thật to, mẹ ơi.